Xin chào tất cả các bác các anh đã quay lại với Ngọc Hảo Audio Sài Gòn. Và Ngọc Hảo xin mời các bác các anh nhấn vào nút đăng ký cho kênh của Ngọc Hảo, ủng hộ cho kênh của Ngọc Hảo nha mọi người. Và ngày hôm nay thì Hảo sẽ giới thiệu đến cho tất cả mọi người một cái modem mới cập bến tại Ngọc Hảo Audio Sài Gòn. Đây là một cái modem loa thuộc hãng sang của thương hiệu Pioneer Nhật Bản nha mọi người. Mọi người nhìn qua thấy nó cũng đã rất là sang trọng và rất đẳng cấp rồi. Đợt này Hảo về cũng chỉ có một đôi duy nhất thôi. Và cái dòng này nó rất là hiếm, ít lắm, ít tại thị trường của Việt Nam của chúng ta lắm. Thì trước khi mà quay chi tiết cái dòng loa, cái modem này gửi tới cho tất cả mọi người, thì đầu tiên cho Ngọc Hảo xin giới thiệu một chút xíu về nhạc lockless chất lượng cao ở bên Ngọc Hảo. Thì nhạc lockless chất lượng cao ở bên Ngọc Hảo sẽ có cái dung lượng là 64GB với mức giá là 600.000 đồng và 128GB 800. Còn bác và anh nào mà nghe nhiều hơn thì mọi người lấy qua ổ cứng với dung lượng là 500GB, mức giá là 1.500.000 đồng và 1T là 2.500.000 đồng. Nhạc ở bên Ngọc Hảo là nhạc lockless chất lượng cao được rip từ City Gop, nên khi mà mọi người mua về, mọi người kết nối trong hệ thống âm thanh chúng ta nghe rất là hay. Bác và anh nào mà muốn cải thiện chất âm trong cái hệ thống của chúng ta thì mọi người đang tìm kiếm nguồn nhạc chất lượng cao thì mọi người liên hệ cho Ngọc Hảo Audio Sài Gòn để sở hữu ha. Và quay lại với cái đôi loa giống như hồi nãy Ngọc Hảo nói á, đây là một cái modem thuộc hãng sang của cái thương hiệu Pioneer. Và cái đôi loa này nó được sản xuất vào năm 1989 và hãng đã dành rất là nhiều thời gian nghiên cứu, thiết kế và tạo nên một cái dòng loa đặc biệt này. Cái modem này nó rất là đặc biệt. Mọi người thấy ở bên ngoài thì nó có cái kiểu dáng nó cao, nó sang trọng. Và đặc biệt đó là ở bên trong hãng đưa vào những cái cấu tạo, những cái cấu hình cho cái chất âm nó cực kỳ ấn tượng luôn, nó rất là hay luôn nha mọi người. Chút xíu nữa Hảo cũng sẽ test nhạc cho mọi người nghe, mọi người cảm nhận. Nhưng mà khi mà mọi người nghe trực tiếp ở ngoài thì nó sẽ hay hơn á. Đây, cái modem của nó là Pioneer S77T Win SD. Đó, đây là một trong những cái modem hạng sang của thương hiệu Pioneer nha mọi người. Và nó rất là hiếm tại thị trường của Việt Nam của chúng ta. Và cân nặng của mỗi loa lên đến là 30kg mỗi loa. Và hai loa là 60kg cho cái đôi loa này. Nó cực kỳ nặng luôn nha mọi người. Đó, với cân nặng này là thật sự là quá nặng luôn á. Nó nặng như vậy thì nói chung là nó cũng có nhiều cái hay lắm. Nó sẽ giúp cho tránh tạo những cái rung động để tạo ra những cái hại âm không mong muốn này. Nó làm cho âm thanh của chúng ta nó trung thực hơn rất là nhiều. Và cái modem Pioneer S77T Win SD là một cái modem mà nó được nâng cấp rất là nhiều về ngoại hình và kỹ thuật so với cái dòng đời thấp hơn, đó là Pioneer S77T Win. Đó, đây, nó sẽ được nâng cấp ở cái jack này mọi người. Cái jack của cái dòng T-Win bình thường á thì là cái jack dom. Còn đối với cái T-Win SD thì hãng đã nghiên cứu và đã cải tiến thành là cái jack kèn. Và cái jack kèn này á thì nó rất là hay luôn. Nên đây là một cái dòng rất là nổi tiếng của thương hiệu Pioneer. Cái jack của nó sắc sảo, nó lên đến 4.000 hệt luôn nha mọi người. Nó sẽ đạt được 40.000 chứ, Hảo quên. Nó sẽ đạt được lên đến là 40.000 hạt. Là cái ngưỡng này là cái ngưỡng người ta hay nói là siêu trap đó. Nên cái âm trap nó rất là hay luôn. Và nó sở hữu hai cái loa bát đây mọi người. Cái bát của nó là với đường kính là 20. Và hai bát như vậy đặc biệt á, là cái cụ loa ở bên trong được hạn làm bằng cái cụ loa Anycon móng ngựa. Nên nho nó cho cái tiếng trầm cực kỳ uy lực, nó xuống sâu đến 35 hạt luôn. Và về trong cái tình trạng là nguyên bản nha mọi người, cái gân này của nó là cũng nguyên bản luôn á. Nói chung rất là đẹp, đôi loa này về Hảo tuy về có một đôi luôn thôi, nhưng mà Hảo rất là ưng ý về cái ngoại hình và cái chất âm của nó luôn. Cái chiều cao của nó là lên đến là 96, cái chiều rộng là 27 và cái chiều sâu là 38. Mọi người thấy nè, cái thùng của nó được làm bằng cái màu gỗ nâu, nó rất là đẹp luôn. Và cái thùng cực kỳ chắc chắn nha. Cái thân gỗ nó rất là dày, bởi vì vậy cái đôi loa này nó nặng. Đó, cái ngoại hình, cái màu này mọi người trưng trong gia đình rất là sang luôn. Cái lưới đây mọi người, cái lưới của nó là cái lưới jean luôn nha mọi người. Nói chung là nguyên bản hết á. Đây, đằng sau đây, trên cái lưới nó cũng có cái
S77T Win SD này. Cái lưới zin của nó cái màu nâu nâu nó vậy đó mọi người. Và cái lưới này là cái lưới nhựa. Nên khi mà bác và anh nào về mà xài á, thì mọi người có thể dơ thì có thể giặt luôn. Đó. Lưới về thì đẹp hết á, thùng gỗ này kia rất là đẹp. Nhưng mà đằng sau này này nó có bị ở đây này, nó có bị nhẹ nhẹ chút ở đây. Nhưng mà mọi người không thấy đâu. Đó. Ví dụ như để ý lắm thì cũng thấy, nhưng mà nhìn lướt qua ví dụ mình không có để ý thì cũng không thấy đâu mọi người. Sau này nó có trề trề chút xíu thôi nha mọi người. Đó, để họ quay rõ cho mọi người thấy này. Nhưng mà đằng sau thì chúng ta để đặt cũng nói chung là nó rất là đẹp, không có thấy. Về trong cái tình trạng vậy là quá là xuất sắc luôn đó mọi người. Và lỗ thông hơi nó sẽ có hai lỗ thông hơi cho hai đo bát, trên này một lỗ và dưới này một lỗ. Phía dưới thì sẽ đây, nó được sản xuất hoàn toàn tại Nhật Bản luôn nha mọi người, Made in Japan này. Đó. Và cái trạm kết nối loa của nó thì hỗ trợ hai đầu nối mọi chim bắt chuối, có thể chơi được đi quay luôn. Cái công suất của nó là maximum là 150W và cái trợ kháng là 6 ohm, độ nhạy 91 dB. Với cái độ nhạy này thì mọi người có thể ghép với những cái dòng âm ly của những thương hiệu Nhật Bản, ví dụ để nông Sansui, Baolia hay là những cái dòng châu Âu cũng rất là hay nha mọi người. Và chúng ta nghe đa thể loại nhạc luôn, trữ tình, nhạc vàng hay là những bản nhạc đen, đánh cực kỳ uy lực và rất là hay luôn nha mọi người. Hảo về chỉ có một đôi duy nhất này mà thôi, lâu lâu mới có một đôi này. Và cái này là chưa có sử dụng tại Việt Nam nha mọi người, từ bên đó về luôn. Mức giá hôm nay họ gửi tới cho tất cả mọi người là chỉ có 11 triệu mà thôi, rẻ hơn thị trường nha mọi người. Và bác và anh nào lấy thì nhanh tay liên hệ trực tiếp cho Ngọc Hảo để sở hữu một cái model hạng sang, chất âm hay, kiểu dáng đẹp, sang trọng. Thì mọi người liên hệ trực tiếp cho Ngọc Hảo qua số điện thoại ở góc màn hình. Và bây giờ thì Hảo xin mời mọi người chúng ta cùng với Hồng Hảo thưởng thức một ca khúc tuyệt vời qua phần trình diễn của đôi loa này. Nơi buồn ai hay khi mình chia tay.
cách.